Hôm nay mình sẽ chuẩn bị một món thịt rất là ngon và hầu như là mọi người đều rất là thích. Đó là món thịt lưỡi. Nhưng hôm nay mình sẽ không bó mà không làm thịt bó mà mình sẽ làm món thịt đỏ. Đó, hay là món thịt nguội bằng cái lưỡi này nhá. Lưỡi mua về thì các bạn sơ chế sạch, mình đã có video hướng dẫn rồi. Các bạn trần với nước nóng. Sau đó các bạn rửa sạch và các bạn cạo hết cái phần trắng ở mặt lưỡi và những cái phần mà nó có phần trắng. Cạo hết đi. Như cạo lông ấy. Sau đó các bạn thái, rửa sạch đi và săn muối, giấm và thái thật mỏng cho mình nhé. Càng mỏng thì nó càng ngấm càng ngon nhé. Thái miếng mỏng cho mình. Sau đó mình sẽ đi ướp gia vị để mình làm món thịt nguội nhé. Cách làm thì vô cùng đơn giản thôi. Và mình sẽ có một món thịt đón Tết ấy. Giòn, ngon và hấp dẫn. Nhớ là chúng ta thái thật mỏng nhé các bạn nhé. Thật mỏng rồi thì nó mới ngấm. Thái xong mình ướp để làm cho thịt nó ngấm và nó đỏ thịt hơn, hồng hơn. Khi thái xong nhé, mình mang mình ướp đã. Để thịt đỏ thì mình chỉ ướp với đường và rượu khoảng 2 tiếng trong ngăn mát tủ lạnh trước đã. Còn gia vị thì mình sẽ cho sau. Đây là khoảng 1 thìa ăn phở đầy đường với 1 thìa ăn phở đầy rượu nữa. Các bạn dùng rượu trắng cũng được nhé. Ở đây mình thích mùi thơm của rượu mai Quế Nộ nên mình dùng rượu mai Quế Nộ. Bóc đều lên nhé. Cất vào ngăn mát tủ lạnh cho mình khoảng 2 tiếng là được. Sau đó mình mang đi mình làm ha. Các bạn có thể dùng muối diêm nhé, để các bạn nhé làm tạo màu đỏ nhé. Miếng thịt của chúng ta nó đỏ hơn nhé. Hoặc là baking soda, không để dùng rượu với đường như mình cũng được nhé. 2 tiếng sau mình sẽ mang đi mình làm nhé. Khi mà mình để vào tủ lạnh được khoảng 2 tiếng này, ra nước này, sẽ chắt cái nước này đi nhá. Vì hôm nay mình ướp với cả rượu. Rượu và đường ấy, và ra cái nước này nhá. Giờ mình sẽ chắt cái nước này đi nhá. Và mình sẽ trộn với gia vị. Và mình mang đi mình bó, thịt nó đỏ hơn. Các bạn có giò sống thì cho giò sống trộn cùng nhá. Để tạo thành cái chất keo, chất dính ấy. Để khi mà chúng ta bó ấy, không thì nếu không thì có giò sống thì các bạn chuẩn bị cho mình một ít bì lợn cũng được nhé. Cái bì lợn này các bạn luộc đi cho mình, luộc đi để cho nó dễ thái ấy. Sau đó các bạn thái thật mỏng để nó tạo thành cái chất keo, chất khi mà mình bó ấy, thì nó tạo thành cái chất keo ấy, nó bám được các miếng thịt vào nhau ấy, và ăn thì mình sẽ có cái độ giòn ấy. Và trước khi mình cho cái bì lợn này vào thì mình đi ướp cái thịt này trước với gia vị đã, cho nó ngấm cái đã. Thịt này thì để ướp thì mình dùng này muối bột canh thông thường này, một thìa cà phê đầy này, bột ngọt không để thiếu nhé, nó ngọt. Các bạn cho mình thêm một chút xíu nước mắm, nó không cho nhiều nhé. Hạt lêm và hạt tiêu. Hạt lêm đây, cho một thìa cà phê đầy. Hạt lêm. Hạt tiêu thì mình sẽ đi giã dập nhé. Bây giờ mình sẽ cho cả hạt tiêu vào nhé. Chỉ để dập như thế thôi.
sang mình cho bì heo vào mình trộn cùng nhé. Nếu có giò sống thì các bạn trộn giò sống nhé. Mình trộn trộn một ít bì heo. Khi mà thịt mà mình đã ngâm như này rồi ấy, các bạn thấy không, thịt nó cũng sẽ đỏ hơn rất là nhiều ấy, so với thịt mà mình không ngâm ấy, với rượu và đường ấy. Có lẽ mình đã chắt bớt cái nước rượu và đường đi rồi, cái, và cái nước mà nó ra từ thịt ấy, để khi mình bó nó không bị ra nước ấy. Nên màu thịt nó chỉ được tươi đỏ như này thôi. Rồi còn muốn đỏ hơn thì các bạn phải dùng muối diêm hoặc là baking soda. Đây, cho bì heo vào. Nhớ là luộc bì heo lên nhé. Sau đó các bạn thái thật mỏng nhé. Khi mà mình hấp lâu ấy, hoặc luộc lâu ấy, thì cái miếng thịt này nó, cả miếng bì này nó sẽ hòa quyện vào nhau. Bì nó ra là cái chất keo ấy. Mà luộc cái này phải luộc lâu, hoặc là hấp thì các bạn phải hấp lâu. Nếu mà luộc thì các bạn luộc cho mình khoảng 3 tiếng. Còn nếu mà hấp thì các bạn hấp cho mình 4 đến 5 tiếng nhé. Thậm chí 6 tiếng cũng được nhé. Hấp thì nó sẽ không bị vỡ nếu mà chúng ta bó không chặt ấy. Các bạn trộn này không lâu nhé. Mình chỉ trộn khoảng 20 phút ấy, là nó ngấm này. Trộn gia vị ấy. Còn lúc trước trộn rượu thì mình trộn khá lâu, trộn 2 tiếng rượu với đường. Còn gia vị này mình chỉ trộn 20 phút cho nó ngấm này thôi. Và mình sẽ bó thành mấy cái. Một cái mình sẽ bó với bì heo bên ngoài, còn một cái những cái khác thì mình sẽ bó không nhé, không cần cho bì heo. Làm cho nó nhìn cái miếng bó chúng ta nó phong phú ấy, nó hấp dẫn ấy. Giờ mình sẽ mang đi mình bó nhé. Đợi thêm khoảng 20 phút để cho nó ngấm thì mình mang đi bó. Bây giờ mình đang chuẩn bị để mình bó, để nó chắc chắn hơn và mình không cần phải dùng dây ni lông hay là không phải dùng gì nhỉ, bọc như màng bọc ni lông với cả, hoặc là không phải dùng giấy lớn hay là giấy bạc ấy, thì mình sẽ đặt một cái lá dong hoặc cái lá chuối ở dưới để mình bó cho nó chặt ấy, và nó có mùi thơm của lá chuối nhá, hoặc lá dong nhá. Bây giờ các bạn thịt đã ướp được rồi thì bây giờ mình đặt một cái lá dong ở dưới này, mình cho miếng bì lên này. Các bạn không có bì thì các bạn không cần bì nhá. Thịt làm kiểu này nó rất là đỏ và ngon. Bây giờ mình cho nó vừa cái miếng bì thôi để mình cuốn thôi. Còn phần còn lại mình dùng để mình bó thường, không cần bì. Các miếng bì của chúng ta mà nhỏ quá thì các bạn dùng 2 miếng bì cho mình nhé. Đấy, các bạn úp vào. Miếng bì dùng để thái cho vào nhân mãi thừa ấy, thì mình dùng luôn thêm cái miếng đấy. Đấy, quậy lại, bó cho chặt lại nhé. Sau mình sẽ luồn một cái dây ở dưới nhé, để mình quận nó lại như quận bánh tét hay là bánh tày, bánh chưng ấy, bánh chưng bánh tày ấy. Dây nạt nhé. Mùa này mùa Tết nên mua những cái dây này rất là dễ mua. Cho nên chúng ta làm như này thì ăn vừa ngon lại vừa đảm bảo ấy. Buộc lại là được. Cố định lại xong mình sẽ gõ nó xuống. Dựng nó lên gõ xuống là được. Tết này cứ chịu khó làm thì mình sẽ có những món ăn đơn giản mà lạ miệng ấy. Cố ép cho thật chặt nhé, để khi mà chúng ta luộc xong ấy, miếng giò chúng ta nó ngon ấy, nó chặt hơn ấy. Ngấp cái đầu lại nhé, và chúng ta dựng lên và chúng ta vỗ. Vỗ để cho nó xuống cái thịt, và nó để tròn cái giò chúng ta. Xuống thịt để nó tròn cái đầu nhé. Gấp lá, mép cái lá xuống. Gấp cái mép lá xuống nhé. Để mình dựng nó xuống này, mình gấp cái mép dưới nữa là được. Quận nốt lại cái đầu này nhé. Và mình sẽ dùng dây mình quận chung quanh là được. Bắt chéo lại, buộc ngang lại. Bây giờ mình sẽ nắn lại cho nó tròn hơn nhé. Và mình sẽ buộc chung quanh và tháo cái nạt ở giữa đi. Và mình buộc chung quanh. Và mình sẽ có được một cái cây giò bỏ.
rất là đơn giản, tự làm ở nhà. Bây giờ mình sẽ buộc chung quanh nhé. Thít thật chặt nhé. Thít thật chặt này nhé, để cho khi mà chúng ta buộc ấy, nó sẽ kết dính lại với nhau ấy, thì cái giò chúng ta nó sẽ ngon rất là nhiều nhé. Đó, chặt đấy. Vì mình không có giò sống cho nên dùng cái bì thì mình thít chặt này thì nó dính vào nhau ấy, và nó chặt vào nhau ấy, thì cái bì nó không ra nhựa ấy. Thế là khi mà chúng ta luộc hay là hấp lên ấy, thì miếng giò của chúng ta nó sẽ liên kết lại với nhau nhé. Bây giờ bỏ cái nạt cố định giữa đi ra nhé, và để cho mình bó này cho nó đều ấy. Xong thì còn một ít thì mình sẽ bó lốp thành một cái con giò nhỏ mà không có bì nợ nhé, bọc nhé. Đấy là đối với những bạn mà không thích ăn bì thì mình sẽ bó như vậy, chỉ có một chút bì nên dính với thịt thôi, còn không có gì bao ấy. Thêm một chút nữa. Đấy các bạn ơi, giờ mình đặt nó vào, nhét nó vào bên dưa là được, là xong rồi đấy. Bây giờ chỉ cần mang đi hấp là được. Khi mà xong rồi nhá, bây giờ các bạn nắm nhẹ nhé, để cho nó lại mình sẽ mang đi một ít đấy, thì mình sẽ gói lốt nhé. Gói lốt này hôm nay mình nèn thêm vào ấy, thế nên cái này còn mấy ít thôi, mình gói thành cái giò nhỏ. Chịu khó làm mình sẽ có những món ăn lạ miệng. Các bạn có thể không dùng rượu mai quế nộ nhá, vì có người thích cái mùi quế hoa hồi thảo quả ngò những thứ từ cái rượu mai quế nộ, nhưng có người thì không thích ấy. Nên các bạn có thể dùng rượu trắng nhá, không cần ướp bằng rượu mai quế nộ nhá, chỉ cần ướp đường và rượu trắng thôi nhá. Những người mà sở thích ấy, mình thích cái mùi mai quế nộ thì mình ướp rượu trắng, rượu mai quế nộ, còn bình thường các bạn ướp cho mình rượu thường nhá, rượu trắng. Bây giờ mình buộc lại như cái giò vừa nãy nhá, và đi bây giờ mình chuẩn bị nước để luộc là được. Các bạn đun sủi nhá, sau đó các bạn cho lửa thật nhỏ, cỡ om đấy, luộc cho mình khoảng 3 tiếng là được. Được hai cái, một cái không có bì, nhỏ hơn. Bây giờ mình cứ luộc khi sủi nước ấy. Sau cho lửa thật nhỏ và đậy vung lại và luộc cho mình 3 tiếng là được. Sau khi luộc được 3 tiếng thì mình sẽ vớt và mình sẽ quay lại nhé. Bây giờ sẽ đợi cho nó sủi thật to lên, sau đó mình cho lửa thật nhỏ. Biết cho sủi bùng lên cái, cho lửa thật nhỏ và mình đậy vung lại. 3 tiếng sau mình quay lại nhé. Bây giờ mình sẽ vớt ra nhé. Vớt các bạn, để cho nó đứng nhé, để cho nó róc nước nhé. Đây. Và để cho róc nước xong mình sẽ cất vào ngăn mát tủ lạnh. Thật nguội thì mình mới hẵng cất vào ngăn mát tủ lạnh nhé. Để nó đứng như thế này này. Cho róc nước ra để vào, để thật nguội, cất ngăn mát tủ lạnh. Khi mà nó cứng lại thì mình mang đi thái nhé. Khoảng vài tiếng trong ngăn mát tủ lạnh, 2 đến 3 tiếng rồi đấy. Và mình cũng luộc được 3 tiếng rồi đấy. Cho nó nguội xong cất vào ngăn mát tủ lạnh và để cho cứng thì sau đó mình mang đi thái nhé. Để miếng giò nó chặt hơn ấy, khi mà luộc xong ấy, mình dùng những cái thanh tre hoặc thanh gỗ này, các bạn buộc chặt lại nhé, uốn góc như này để cho nó chặt hơn. Khi mà mình để cất trong ngăn tủ lạnh xong thì mình bỏ ra để thái nó sẽ ngon hơn ấy. Mình để trong tủ lạnh nó cứng lại rồi ấy, thì bây giờ mình sẽ gỡ ra nhé. Bó này nó mới chặt, nó mới ra được hết nước ấy, và nó mới kết dính lại với nhau ấy. Các bạn thấy nó chặt đấy. Rất là chặt. Ngon rồi các bạn. Đây là phần đầu nhé, mình bỏ cái phần đầu đi nhé. Phần đầu này mình thái mình ăn thôi. Còn cái phần, những cái phần khúc nó chặt ở giữa này này thì mình sẽ thái để mình bày mâm nhé. Mình làm như thành hình vuông ấy, trên nó như thế này. Này các bạn, chỗ này nó móp một tí, không ảnh hưởng gì. Đây là mình xong cái món giò lưỡi ấy.
mình bó rồi đấy. Và giờ mình sẽ đi thái ra để thưởng thức nhé. Đây các bạn nhìn rất là hấp dẫn đúng không ạ? Bây mình thái mỏng ra nhé. Thái mỏng ra mình ăn miếng giò này nó rất là thơm vì nó có mùi tai ấy. Và cái màu sắc nó đỏ hồng. Như vậy mình đã làm xong cách làm giò lưỡi tại đây nhé. Bây giờ mình sẽ dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào các bạn. Rất là ngon đúng không? Giò lưỡi.